Trong một thông báo trưa nay, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã bắn 200 quả tên lửa cùng nhiều máy bay không người lái mang thuốc nổ tấn công một số căn cứ quân sự ở khu vực phía bắc Israel. Hezbollah khẳng định cuộc tập kích nhằm đáp trả vụ không kích của Israel vào thị trấn Tyre chiều qua khiến một chỉ huy cấp cao của nhóm này thiệt mạng. Ít phút sau thông báo của Hezbollah, quân đội Israel xác nhận nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn đã bắn 160 quả tên lửa vào khu vực phía bắc Israel. Ngoài ra, Hezbollah cũng triển khai ít nhất 15 máy bay không người lái xâm nhập qua biên giới phía bắc Israel. Hệ thống phòng không Israel đã bắn hạ nhiều vũ khí của Hezbollah và cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong nào. Quân đội Israel đã mở nhiều cuộc không kích và pháo kích vào hàng loạt mục tiêu Hezbollah ở miền nam Liban, phá hủy một số công trình cấu trúc quân sự và bệ phóng tên lửa của nhóm vũ trang đối địch. Trước đó, trong đêm qua, Hezbollah cũng đã bắn khoảng 100 quả tên lửa về phía khu vực Kiryat Shmona, Galilee và cao nguyên Golan ở phía bắc Israel nhằm trả đũa vụ không kích của quân đội Israel. Giao tranh qua biên giới giữa quân đội Israel và Hezbollah bùng phát ngày 8 tháng 10 năm 2023, một ngày sau khi quân đội Israel mở chiến dịch tấn công vào dải Gaza để chấn áp lực lượng Hamas, một đồng minh của Hezbollah trong trục kháng chiến do Iran dẫn dắt tại khu vực. Các cuộc bắn phá qua lại giữa hai bên diễn ra gần như hàng ngày và ngày càng leo thang đáng lo ngại hơn. Cuối tháng 6 vừa qua, nhiều quốc gia phương Tây đồng loạt khuyến cáo công dân lập tức rời khỏi Liban do lo ngại bùng nổ chiến tranh quy mô lớn giữa Israel và Hezbollah.